Năng suất lúa mùa đạt cao do tiến độ gieo cấy đảm bảo trong khung thời vụ, hạn chế bệnh nghẹt rễ, vàng lá, đồng thời bổ sung phân hữu cơ, tăng độ phì của đất, giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật. Đó là hiệu quả của việc xử lý rơm xạ sau thu hoạch lúa ở xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ. Vụ mùa năm nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình sử dụng sản phẩm Sumichi để xử lý rơm rạ sau thu hoạch lúa ở xã Đức Thắng với diện tích 50 ha của trên 200 hộ. Ngay từ khi thu hoạch lúa xuân, các diện tích trong mô hình đã được xử lý trộn đều chế phẩm Sumichi với cát, đất bột hoặc phân bón rải đều trên ruộng trước hoặc sau khi dập rạ lần đầu. Chỉ sau hơn 10 ngày, rơm rạ phân hủy từ 90 đến 95%. Khi cấy, rễ phát triển nhanh, không bị vàng lá, thối rễ. Vì vậy, cây lúa khỏe mạnh, lúa sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh, giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật, năng suất lúa tăng từ 10 đến 15% so với gieo cấy thông thường. Nhiều năm là hay bị xảy ra với cái bệnh lùn, nghẹt rễ là thường xuyên xảy ra. Nhưng đặc biệt năm nay, bà con chúng tôi thực hiện xử lý cái rơm rạ này thì không có cái tình trạng là bị nghẹt rễ, rồi các bệnh nói chung là sâu bệnh nó rất hạn chế. Năng suất lúa năm nay so với mọi năm thì chắc chắn nó sẽ lên khoảng độ tầm 15 đến 25%. Việc sử dụng chế phẩm Sumichi để xử lý rơm rạ, từng bước giảm sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, tạo ra sản phẩm an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời giúp hạn chế đốt rơm rạ, làm giảm lượng tro bụi, khí độc, góp phần bảo vệ môi trường, giảm sử dụng phân bón hóa học, từ đó giảm ô nhiễm đất, giảm hiện tượng đất bị chai cứng. Do đặc điểm từ cái vụ xuân sang cái vụ mùa, cái thời gian nó ngắn, do vậy là chúng ta xử lý thì nó rất hiệu quả. Hiệu quả cái xử lý rơm rạ nó được hoai mục nhanh. Đấy, thì do vậy chúng ta khi chúng ta cấy xuống thì cây lúa là nhanh bén rễ, nhanh phục hồi. Đấy, thì cái sự phát triển nó rất là nhanh mà rất là đều. Vụ mùa năm 2021, Trung tâm Khuyến nông triển khai mô hình tại 8 huyện thị xã trong tỉnh với quy mô 620 ha, có 960 hộ tham gia mô hình. Đây là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy hỗ trợ nông dân tiếp cận nhanh với những tiến bộ khoa học mới, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, đảm bảo thời vụ, tăng độ phì của đất, giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật, giảm công lao động, tạo thói quen cho người dân không đốt rơm rạ sau thu hoạch, bảo vệ môi trường, tăng năng suất cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao, phát triển bền vững.